Xin chào các bạn nhìn thấy mấy trái bí ở nhà của mình nè. Nói chung là cái trái bí này nếu mà dịch ở tiếng Việt thì nó là bí ngô, nó cùng là họ hàng với nhau, nhưng mà những loại trái bí nhỏ người ta gọi là bochiron tiếng Pháp, còn trái lớn người ta gọi là si thui, nhưng mà nó cũng như nhau hết à các bạn, hương vị và cách ăn thì nó cũng như nhau hết, có điều là trái to trái nhỏ thôi. Đó, hôm nay mình thu hoạch mấy cái trái bí nhà mình. Đó, mình để lên sân để rửa sạch sẽ. Thì vào cái mùa này có nhiều nước họ sẽ tổ chức ngày Halloween đó các bạn. Thì ngày Halloween là ngày 31 tháng 10 hàng năm và ngày của các vị thánh là ngày 1 tháng 11. Thì vào cái mùa này những trái bí này cũng được trang trí cho cái mùa Halloween và mùa của những vị thánh, thì họ sẽ trang trí những cái trái bí như thế này, hình thù rất là ngộ nghĩnh và đẹp. Mình rửa mấy trái bí này các bạn ơi, bí ở trong vườn nhà mình. Hôm nay có mấy người bạn tới chơi, mình hái hết mấy trái bí này, xong rồi cái trái nào trưng được thì trưng, còn trái nào không trưng được thì mình cho mấy người bạn ăn. Mình ăn 2 tháng rồi đó, mình ăn rất là nhiều rồi đó, bây giờ vẫn còn như thế này nè, cái đẹp ha. Thì các loại bí này các bạn có thể làm bí nhồi thịt nè, rồi các bạn hấp hoặc là nướng rất là ngon. Các bạn cũng có thể làm những món ăn tráng miệng, các bạn để bơ nè với đường lên trên và đem đi nướng thì nó sẽ thành cái món tráng miệng rất là ngon. Và nếu mà ăn món khai vị thì các bạn có thể làm súp với kem. Cũng rất là hấp dẫn luôn. Các bạn sẽ nấu hành nè, hành tây đó, xào hành tây lên rồi xong cái các bạn để bí này vào và để nấu chín lên rồi để crème fraîche vô thì nó thành một cái món ăn khai vị rất là bổ dưỡng và rất là ngon. Một số nhà có cửa kính ở phía trước đó, người ta sẽ cắt những cái trái bí này, cắt 2 con mắt, lỗ mũi, cái miệng nhìn rất là độc đáo, và người ta sẽ để cái đèn cầy vô bên trong và người ta đốt vào ban đêm cho nó đẹp vào ngày Halloween. Thì ngày Halloween đó là cái ngày đó có những đứa trẻ nhỏ đó, nó tới nhà mình, nó sẽ bấm chuông nhà để xin kẹo hoặc là xin bánh hoặc là xin một câu chúc gì đó, nếu mà các bạn không cho là họ phá mình đó. Cái phong tục của họ là vậy, nhưng mà không có ai phá đâu các bạn ơi, mình không có kẹo thì mình không có cho được thôi chứ không có sao hết. Thì cái này là đến từ từ nước Mỹ hoặc là nước Canada cái phong tục này đó, hoặc là đến từ nước Mexico. Vào buổi tối của ngày Halloween là ngày ngày 31 tháng 10, người ta sẽ đốt lửa nè, hoặc là người ta ăn uống ở ngoài trời, hoặc là nhảy múa gì đó, thì người ta sẽ trang trí mặt mũi giống như ma quỷ hoặc là phù thủy hoặc là những cái gì mà ác đó, những cái gì mà ghê gớm đó, thì người ta sẽ tổ chức vào ngày 31 tháng 10. Trước ngày của các thánh thì theo như đạo Công giáo thì ngày của các thánh là ngày giống như ngày Thanh Minh bên Việt Nam mình vậy đó các bạn. Người ta sẽ đi đến những cái khu nghĩa trang, nghĩa địa này kia đó, người ta sẽ đem hoa tới đó để tưởng nhớ những người đã mất, và người ta sẽ ăn uống với con cháu vào buổi chiều đó. Thì người ta sẽ trưng những cái hoa giống như cái hoa trên bàn mình đó, cái hoa này nó chịu nhiệt độ lạnh rất là hay vào cái mùa này đó. Thì cái hoa này, hoa cúc đó các bạn, nhìn nó rất là đẹp, thì có nhiều người ta trồng rất là nhiều ở trước sân nhà, trước cửa nhà hoặc là hành lang hoặc là ban công đó, rất là đẹp tại vì hoa nở rực rỡ luôn và có rất là nhiều màu sắc.
thật là bắt mắt. Thì vào ngày 1 tháng 11 đó là ngày của các vị thánh, thì ở đây gọi là lễ Toussaint. Thì Saint là tất cả các vị thánh đó, Tous là tất cả các vị thánh. Thì cái ngày đó đó được bắt đầu từ tối ngày 31 tháng 10 và kết thúc vào cuối ngày 1 tháng 11. Và những cái lễ này đó, họ sẽ tổ chức hàng năm để tưởng niệm những người chết. Đó. Thì trong những ngày lễ như thế này thì có con cháu đến chơi, ăn uống. Tại vì vào những cái ngày này thì những học trò ở đây ở Pháp sẽ được nghỉ 2 tuần các bạn, gọi là nghỉ Toussaint, hoặc là nghỉ những ngày lễ của các thánh đó, nghỉ 2 tuần, hoặc là tiếng Việt của mình gọi là nghỉ thu đó. Thì sẽ tổ chức ở nhà của ông bà hoặc là cha mẹ để ăn uống. Mình đã rửa xong rồi, mình để lên trên bàn. Nè, các bạn thấy đẹp không? Đẹp ghê chưa? Đó, bí nhà trồng đó các bạn. Nhiều ghê chưa? Quá đẹp luôn. Mình rất là thích. Mình được 2 trái to thiệt là to, còn mấy trái kia bô chi không thì nó cái loại của nó hơi nhỏ nhỏ đó. Các bạn nhìn này, nhiều ghê chưa. Bây giờ ở ngoài trời bắt đầu lạnh rồi thì những cái dây bí này nó cũng héo hết rồi, mình phải hái hết các bạn, trái to trái nhỏ, trái bé xíu như thế này nè mình cũng hái vô luôn, tại vì để cũng vô ích thôi, tại vì cái dây của nó đã khô hết rồi. Các bạn nhìn thấy trái nhỏ nhỏ như thế này nè, các bạn dùng thịt hầm rất là ngon.